tối ngày 4 tháng 2, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề kiểm tra vi phạm nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế trên tuyến đường Hoàng Sa, nơi tập trung nhiều quán nhậu. Tại chốt kiểm tra phường Tân Định, quận 1, cảnh sát dừng kiểm tra nhiều người chạy xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia trước đó. Những trường hợp không phát hiện vi phạm thì được mời đi tiếp. Theo ghi nhận, rất nhiều trường hợp bị lập biên bản vi phạm với nồng độ cồn cao. Chưa đến 1 giờ kiểm tra, có đến 10 trường hợp vi phạm bị lập biên bản và giữ xe. Không ít trường hợp xin bỏ qua, dùng quyền trợ giúp nhưng tổ chuyên đề vẫn xử lý. Theo số liệu từ Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tính từ mùng 7 Tết ngày 28 tháng 1 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện 102 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.